Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đánh giá, dù gặp những khó khăn, thách thức chưa từng có, nhưng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vẫn đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện và có nhiều điểm nhấn. Trong đó đặc biệt là những chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội có không ít thành quả vượt bậc, đạt và vượt mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu những phân tích làm rõ của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn tại hội nghị về một số dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên nửa nhiệm kỳ qua. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí đại diện các ban đảng trung ương và kính thưa toàn thể các đồng chí Ban chấp hành Tỉnh ủy và các đồng chí tham dự hội nghị. Hôm nay là buổi họp của Ban chấp hành rất là quan trọng. Vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng, vừa vào sơ kết thể hình giữa nhiệm kỳ về công tác xây dựng đảng và công tác kinh tế xã hội. Thì qua cái phần công tác xây dựng đảng thì các đồng chí cũng đã nghe báo cáo, rồi các đồng chí tham luận thì tôi cũng làm rõ thêm trong nửa nhiệm kỳ thì ta làm những gì. Tiếp theo là đến phần kinh tế xã hội thì nửa nhiệm kỳ này thì ta đã làm được những kết quả gì. Thì trước mắt đấy, đó là 6 tháng đầu năm thì có thể nói rằng nhiệm kỳ 21-25 này thì chúng ta bắt đầu bước vào nhiệm kỳ mới thì gặp rất nhiều các khó khăn. Và đây là hoàn toàn rất nhiều các yếu tố mà liên quan đến chủ quan. Thứ nhất là năm 2021 thì đầu nhiệm kỳ thì ta đã gặp phải đại dịch Covid-19 và nên toàn quốc. Cả thế giới thì toàn quốc, thì trong đó có Hưng Yên chúng ta. Mà trong đó thì chúng ta cũng vực dậy, cũng tương đối ổn và cũng không để cho dịch bệnh lan tràn trong địa bàn tỉnh. Và đặc biệt là các khu công nghiệp là chúng ta vẫn hoạt động sản xuất bình thường. Kinh tế của tỉnh ta lúc đó thì cũng ở top 10 toàn quốc, giữ được rất tốt. Thì đấy là những cái điểm nổi trội. Sau đại dịch Covid-19 thì 2022 thì nền kinh tế được phục hồi. Thì tỉnh ta đã khác hẳn, đã phát triển vượt bậc. Và đến 6 tháng đầu năm 2023 thì chúng ta tiếp tục lại khó khăn, tức là những chiến tranh của Nga và Ukraine thì ảnh hưởng không hề nhỏ tới hoạt động sản xuất công nghiệp. Trong đó là nhiều các doanh nghiệp của toàn quốc nói chung và của Hưng Yên nói riêng thì các đơn hàng đặt bị cắt giảm rất nhiều. Nên do vậy là ảnh hưởng rất lớn đến cái chỉ số sản xuất công nghiệp. Ngay ở Hưng Yên chúng ta đây ra nhiều doanh nghiệp. Cũng nên báo cáo ban tỉnh như là số lượng người thất nghiệp, người mất việc làm và người cho nghỉ việc làm tạm hoãn những việc làm cỡ khoảng 6-10.000 lao động. Đây là trong một thì cỡ đấy là những nghiệp có báo cáo đấy. Thế còn không báo cáo nữa thì chắc chắn còn số lượng còn lớn hơn. Theo lực lượng mà chúng tôi cũng giao cho lực lượng công an là cho anh trường báo cáo lại thì cái số đấy được khoảng gần 20.000 người hiện nay là đang tạm nghỉ và mất việc làm. Thế ta thấy là cái số liệu rất là lớn, cũng ảnh hưởng rất lớn. Chính vì đó mà 6 tháng đầu năm của chúng ta là chúng ta đạt ở mức độ khiêm tốn. Tuy nhiên thì đấy là so với lại khả năng nội lực của chúng ta. Nhưng mà so với toàn quốc thì Hưng Yên cũng không phải là thấp. Tôi nói ví dụ như là 6 tháng đầu năm thì chúng ta là tốc độ tăng trưởng chúng ta là 8,21%. Thế đứng thứ 7 toàn quốc ạ. Và đứng thứ 4 trên đồng bằng Bắc Bộ thì đấy là cái chỉ số đó. Đối với chúng ta thì không đạt đạt như mong muốn, nhưng đối với toàn quốc của chúng ta cũng ở thứ vị cao, đúng không ạ? Và vì năm 2022 chúng ta được 12,84 mà đứng thứ 5 toàn quốc. Thì năm bây giờ chúng ta tụt hẳn xuống nó là 8,21. Nhưng mà nguyên nhân tại sao? Ở đây chủ yếu là nguyên nhân đến về tốc độ tăng trưởng phát triển của công nghiệp. Năm 2022 chúng ta được 11,5%. Tương ứng đấy thì tốc độ tăng trưởng của chúng ta chỉ số tổng hợp là 12,84. Bởi vì cái tỷ trọng công nghiệp xây dựng của chúng ta là rất lớn, chiếm khoảng 64% trong tổng nền kinh tế. Do vậy mà cái chỉ số này thì nhích lên một tí thì cái tốc độ tăng trưởng chung thì chúng ta tăng lên một tí. Nếu mà chỉ tụt xuống một tẹo thôi thì nó lại khác hẳn. Thế tôi nói ví dụ 6 tháng đầu năm chỉ số công nghiệp của chúng ta chỉ có 6,9 thôi. Tức là công nghiệp mà ảnh hưởng như thế, tôi vừa giải thích tại sao đấy, nguyên nhân tại sao mà công nghiệp ta giảm như vậy thì cái tốc độ tăng trưởng bình quân chung của ta chỉ còn 8,21 thôi. Thì đây là những cái lý do khách quan để sao mà trong báo cáo kinh tế xã hội thì có
Nhưng mà tôi chỉ sơ tóm tắt lại và phân tích lại những do tại sao người ta đạt thế. Tuy nhiên thì cái kết quả này thì so với toàn quốc ở cao, nhưng mà so với chúng ta thì chúng ta vẫn chưa đạt được những kỳ vọng như mong muốn. Ở đây thì chúng ta có rất nhiều các biện pháp, nhưng mà biện pháp chính ở đây vẫn là khuyến khích đẩy mạnh cái giải ngân vốn đầu tư công ấy, mà các anh vẫn trình bày. Thì ở đây nó thể hiện ở đây rất là rõ này, ở trong cái báo cáo kinh tế xã hội ở đây thì rất là rõ, tức là cái việc tổng đầu tư phát triển toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt khoảng 33.000 tỷ và là tăng 69,98%. Tức là ở đây là tăng cả ba lĩnh vực, nhà nước, tư nhân và doanh nghiệp, tức là người dân và doanh nghiệp. Nhưng mà nguyên nhân từ đâu? Nó phải xuất phát từ cái đầu tư công trung hạn của chúng ta. Chúng ta đẩy nhanh giải vốn đầu tư công và tăng cường thu hút đầu tư. Hiện nay các khu công nghiệp hiện nay chúng ta đang tập trung giải phóng các khu công nghiệp, các cái mặt bằng sạch, tạo các chủ đầu tư thực hiện các khu công nghiệp phát triển, thì cho các nhà đầu tư tăng cường mức đầu tư. Và khi mà giải ngân vốn đầu tư công mà phát triển thì các nghề dịch vụ được phát triển và người dân được khá lên, thì kích hoạt nó lên. Khi mà sản xuất của chúng ta bị thâm hụt thì các nghề dịch vụ của chúng ta lại phát triển và đầu tư xã hội lại phát triển, thì nó kéo theo nền kinh tế của chúng ta phát triển thì chúng ta mới được 8,21. Thế còn nếu mà chúng ta không thực hiện tốt cái khâu giải ngân vốn đầu công trung hạn mà không đẩy nhanh các hạ tầng, các khu nghiệp để tăng cường thu hút tổng các nguồn đầu tư của toàn xã hội vào, thì chúng ta chắc chắn là cái tốc độ tăng trưởng không thể đạt được 8,21%. Thì đấy là lý do tại sao tôi phân tích thêm cái nội dung này. Về thu ngân sách thì chúng ta chỉ đạt có 16.200 tỷ, đạt theo nội dung báo cáo là 70%. Kế hoạch giao, vì chúng ta được giao đầu năm là 21.900, sau đó là trung ương giao thêm là 24.500. Số thực tế thì tôi phải xin thông báo các đồng chí là không có gì thay đổi, thì năm nay chúng ta trên 30.000 tỷ. Đấy là khả năng là chắc chắn là trên 30.000 tỷ. Mà năm nay cương quyết dự thì khoảng 30.000 thôi, khoảng hơn 30.000 một chút. Và đến năm 2024 cũng khoảng hơn 30.000. Và năm 2025 ổn định cũng hơn 30.000, người ta ở mức khá đấy, trong toàn quốc đấy. Đúng như là lời của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Đinh nói là Hưng Yên phải phấn đấu đến thành tỉnh mạnh cho toàn quốc. Và đến năm nay chúng ta thử ở mức đó, tức là khoảng trên 30.000, khoảng 40.000 là chúng ta rất ổn rồi. Thì cũng một điều rất mơ ước rồi. Vì lý do tại sao tôi phân tích, vì hôm nay cũng là cái sơ kết giữa nhiệm kỳ. Thế là trong nhiệm kỳ 2020-2021-2025 thì ta phải so là so năm 2020. Năm 2020 thì tốc độ tăng trưởng của chúng ta là nó cũng rất là thấp thôi, vì cũng 6%, chỉ có 6%. Năm 2021 thì chúng ta cũng 6% vì ảnh hưởng Covid-19 mà. Thế năm 2022 thì ta tăng lên, chúng ta biết rồi đúng không ạ, 12,84. Và 6 tháng đầu năm 2023 thì ta đạt 8,1, và kế hoạch đặt ra đến năm 2025 là 7,5-8%. Thì cái tốc độ tăng trưởng này là chúng ta khả quan là đạt được. Nếu không có gì biến động lớn mà cứ thế này thì chúng ta chắc chắn là chúng ta đạt được và vượt. Đấy là cái nhìn là vượt. Cái thứ hai mà vượt so với nghị quyết đại hội đề ra, vì giữa nhiệm kỳ ta phải so sánh cả đại hội xem là đến nhiệm kỳ, hết nhiệm kỳ thì chúng ta có đạt được không so với cả nhiệm kỳ. Thì ta mục tiêu là như vậy để ta tiếp tục rồi phấn đấu, rồi có các biện pháp chỉ đạo điều hành để ta thực hiện cái nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đề ra trong cả nhiệm kỳ. Cái thứ hai đó là chỉ tiêu ngân sách xã hội, cái chỉ tiêu thu ngân sách. Thì đến năm 2025 thì mục tiêu của chúng ta là thu được 21.900 tỷ. Thì đến năm 2022, tôi vừa nói rồi đấy, 2022 người ta đã được 51.400. Tuy nhiên là cái số này là số đột biến. 6 tháng đầu năm người ta được 16.200. Nhưng tôi là khẳng định là đến cuối năm nay thì 16 đã đạt 70% rồi, trong cứ tốc độ đều như vậy thì ta được 32.000 rồi. Đúng không ạ? Tức như đầu năm và cuối năm ta còn thu nhiều hơn đầu năm. Đấy là một quy luật gần như là khách quan rồi. Vì đầu năm thì bắt đầu mới kê khai của năm trước, chuyển sang dư địa một ít, xong bắt đầu mới kê khai, chưa nộp, cuối năm bắt đầu dồn dồn, cuối năm các doanh nghiệp mới nộp. Thì cuối năm bao giờ cái số thuế cũng sẽ nộp rất nhiều. Nhưng mà cố gắng là cũng chỉ khoảng trên 30.000 một chút, giữ khoảng 35.000. Thì như vậy là đã đạt và vượt mục tiêu của đại hội đề ra là 21.900.
Năm 2023 này là trung ương giao ta là 24.500, trước đây là 21.900 mà. Nhưng cái số đấy thì chúng ta sẽ đạt vượt rất nhiều. Mà cứ không có gì thay đổi là chúng ta vượt khoảng 6.000 tỷ. Như anh Sơn, Cục trưởng Cục Thuế đã anh báo cáo là 6.000 tỷ là 6.000 tỷ là chưa tính tiền đất đó, nó vượt của các doanh nghiệp quốc gia. Thì ta có những điểm đấy thì đấy là ta so với đại hội. Cái thứ ba đó là vượt chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong nghị quyết đại hội là đến năm 2025 là chúng ta có 5 năm đến 60 xã là đạt với đích xã nông thôn mới nâng cao và 24 xã là nông thôn mới kiểu mẫu. Như đến bây giờ thì chúng ta vượt rồi. 6 tháng 2023 thì chúng ta đã được 98 xã nông thôn mới nâng cao và 24 xã kiểu mẫu. Tức là chúng ta đã vượt theo cái kế hoạch, nghị quyết kế hoạch đại hội đề ra là đến năm 2025 ta đạt được thế. Thì đến năm nay, đến giữa nhiệm kỳ thì ta đã đạt và vượt cái chỉ tiêu mà theo nghị quyết đại hội đề ra. Thì đấy là những điểm vượt, điểm nổi trội. Thế còn những cái điểm khác, ví dụ như là thu nhập bình quân đầu người, rồi phát triển công nghiệp, rồi phát triển mạng lưới giao thông, rồi công tác an sinh xã hội. Thứ nhất là đó là cái công tác an sinh xã hội. Thì đầu nhiệm kỳ, tức là năm 2020 là chúng ta cái chỉ số chúng ta rất là thấp, chúng ta chỉ có 1,8% là tỷ lệ hộ nghèo. Nhưng mà tỷ lệ nghèo lúc đó là theo cái tiêu chuẩn của 10 năm 20, tức là trong đó có rất nhiều, trong đó cái 10 năm 20 thì cái hộ nghèo lúc đó 1,5 triệu là tính hộ nghèo đối với lại vùng thành thị, 800.000 đối với vùng nông thôn. Nhưng mà tiêu chuẩn của 21-25 thì nó nâng lên rồi, nâng lên là 2 triệu là vùng thành thị và 1,5 triệu là vùng nông thôn. Do vậy cái hộ nghèo bắt đầu nó lại tăng lên, thì tương ứng là 2,5 năm, thế đầu nhiệm kỳ 2,5 năm. Thế thì vậy là giữa nhiệm kỳ đến thời điểm này là chúng ta 1,93 mà không có gì thay đổi, cuối năm nay thì chúng ta chỉ có 1,54 thôi, tức là giảm xuống vì chúng ta có một số cái công tác an sinh xã hội. Và dự kiến đến năm 2025 thì ta phấn đấu là chỉ có 0,5% và dưới 0,5% thôi, tức là vượt cả mục tiêu chỉ tiêu đại hội nào chúng ta là khoảng 1%. Ở đây công tác an sinh xã hội thì ở đây có cái điểm nhấn và điểm mới mà đại hội là chưa nêu, trong đó thì chúng ta sẽ làm được những cái việc này mà chúng đã thông qua Hội đồng Nhân dân. Tức là ở đây thì có cái điểm thứ nhất là toàn cái nâng cao cái bảo hiểm y tế, tức là mục tiêu của đại hội là đến năm 2025 thì bảo hiểm y tế là chúng ta phải 95%, nên mà đến năm nay ấy, thì chúng ta đã được 98/98% rồi. Lý do là sao, là chúng ta vừa rồi là cũng đã thông qua hội đồng, rất cảm ơn các đồng chí cũng đã biểu quyết, tức là chúng ta hỗ trợ toàn bộ những người làm nông nghiệp ngư nghiệp thì bảo hiểm y tế. Trước đây thì chúng ta có người nghèo này, người cận nghèo này và một phần đấy, của những người làm nông nghiệp thôi, còn bây giờ ta bảo hiểm hết, hỗ trợ hết 100%. Tất cả những người làm nông nghiệp, tức là do người nông dân ấy, làm nông nghiệp ngư nghiệp bảo hiểm y tế. Chính vì vậy mà cái tỷ lệ bảo hiểm y tế của chúng ta bao trùm rất là nhanh, nên không, và đến cuối năm nay dự kiến là khoảng trên 98% rồi, thì có nghĩa là đã vượt cái chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đưa ra, có nghĩa là đến năm 2025 thì chúng ta được 95%. Thì đấy những cái điểm mà điểm chính công tác an sinh xã hội. Về đặc biệt về phát triển công nghiệp thì chúng ta vẫn thực hiện 3 cái đột phá, thì trong nghị quyết đại hội là thực hiện tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược. Thì 3 đột phá chiến lược đó là phát triển hạ tầng, thì trong đó có chú trọng giao thông. 2 là phát triển các hạ tầng các cụm công nghiệp. 3 là phát triển đô thị. Thì đấy là cái 3 cái đột phá chiến lược đấy. Thì cái nội dung này thì đã nêu rất nhiều, là tôi xin phép không nêu, nhưng mà tôi xin nói cái điểm nhấn ở đây là phát triển công nghiệp. Phát triển công nghiệp thì từ năm khi tái lập tỉnh cho đến năm 2020 thì toàn tỉnh mới giải phóng được 1.300 hectare để phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó có công nghiệp. Thế nhưng mà bắt đầu từ đầu nhiệm kỳ đến nay mới được nửa nhiệm kỳ thôi, tức là từ năm 21 đến nửa nhiệm kỳ cho đến nay thì chúng ta đã giải phóng được khoảng 1.600 hectare đất công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh, tức là lớn hơn của 25 năm tái, gần 25 năm tái lập tỉnh. Thì đấy là điểm nhấn. Mà muốn đạt được cái điểm đó thì các cái biện pháp, các cái phương pháp chỉ đạo điều hành ở đây thì các đồng chí cũng nắm rất là rõ, nên tôi không nhắc lại nữa. Đó là không xác định là luôn luôn là công tác giải phóng bằng là điểm nghẽn, là nút thắt trong quá trình phát triển đầu tư. Thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì đã có rất nhiều cái biện pháp, rồi ra chỉ thị, có chỉ thị đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, và tương tự đó các cấp ủy cũng vậy.
các đồng chí bí thư huyện ủy, thành ủy, thị ủy thì đứng đầu ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của tỉnh và của huyện. Thì từ cái việc đó mà chúng ta có cả hệ thống chính trị vào cuộc, do vậy chúng ta đã giải quyết được các vấn đề đó thì công nghiệp mới phát triển, giao thông phát triển. Thì chúng ta đấy, các giao thông thì chúng ta kế hoạch thì tôi không nói, nhưng mà những điều mà chúng ta đang nhìn thấy và sẽ nhìn thấy, đã nhìn thấy là cái gì, nửa nhiệm kỳ chúng ta đường nối hai đường cao tốc chúng ta đã gần như khánh thành như đấy, hoàn thành đi lại chúng ta đã nhìn ra đã hình hài nó ra như nào rồi, đúng không ạ? Chúng ta có 80 mét mặt đường đấy, mặt cắt đấy, mặt, và chúng ta thực hiện như vậy là không có gì thay đổi, là đến 31 tháng 12 xong là đã gần như thông toàn tuyến rồi đấy. Hay là cái đường 379 kéo dài đấy, chúng ta hình dung là những điểm lớn đấy, các công trình lớn là chúng ta đã nhìn thấy những cái đó. Ngoài ra cái đường Kim Thi bắt đầu có xây dựng cái cầu vắt qua đấy, đấy là những cái mà nhìn thấy, nhưng mà cái mà chúng ta sẽ nhìn thấy đó là đường kết nối di sản mà hôm nay các đồng chí thông qua chủ trương đầu tư ấy, các đồng chí vừa được nghe, thì đấy những cái điểm nhấn trong buổi CK diễn nhiệm kỳ. Và cái điểm nhấn nữa đó là cái điểm về PISA ấy, nói về PISA, về cái môi trường đầu tư kinh doanh, tại sao mà chúng ta được như vậy thì nó cũng thể hiện rất nhiều con số, vì nó đã đồng bộ thì đồng bộ nó đi nhiều nhiều cái chỉ tiêu. Tôi nói về cái PISA nhé, tức là PISA là cái môi trường đầu tư kinh doanh. Thì năm 2020 đấy thì chúng ta đứng 53 trên 63 tỉnh thành. Mà thường xuyên như vậy, 53, 54, 56, tức là có loanh quanh ở cái số đấy. Các năm trước như đến năm 2021 thì tăng được 14 bậc, là chúng ta đứng từ 39 trong toàn quốc. Và năm 2025 là ta tăng 25 bậc, là đứng thứ 14 toàn quốc. Đấy là cái điểm nổi trội mà giữa nhiệm kỳ. Thế nhưng mà nghị quyết đại hội là đến năm 2025 là phấn đấu là mỗi năm tăng 2 bậc thôi. Tức là chỉ hy vọng là ta đứng thứ 45 là tốt rồi. Vì ta đứng 53 mà. Nhưng đến bây giờ là chúng ta đã vượt chỉ tiêu đại hội rồi. Là chúng ta đã chỉ có đứng 14 thôi. Đấy là những cái điểm nhấn, điểm mạnh. Mà đến sơ kết diễn kỳ thì ta thấy được những điểm đó. Và hai là cái số hài lòng người dân. Hài lòng năm 2020 thì chúng ta xếp 44 toàn quốc. Năm 2021 thì tăng 39 bậc, đứng thứ năm toàn quốc. Thì đấy những cái điểm nhấn, điểm mạnh mà những chỉ số rất là quan trọng liên quan đến thủ tục hành chính, rồi liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh, rồi liên quan đến cái tình cảm của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đối với chính quyền địa phương. Đấy là môi trường kinh doanh là như vậy, nó phản ánh điều đó. Thì đấy những cái điểm nhấn, điểm chính mà trong sơ kết nhiệm kỳ về phát triển kinh tế xã hội, tôi có nêu một số điểm tóm tắt như vậy.